Vlog đi về quê. Lần này tôi đi máy bay nhé, không đi xe tại vì tôi đang ở Hàn. Tôi đã chuẩn bị đồ từ tối hôm qua rồi nên không cần chuẩn bị gì hết. Bây giờ tôi đi lấy ba ly thôi. Dùng túi xách quá mọi người hãy coi như là ba ly đi. Tôi sẽ đợi thằng bạn đến trở ra sân bay. Hôm qua tôi có nói với nó rồi nên nó thức sớm. Không biết nó có thức sớm không nữa. Bây giờ chờ nó tới thôi. Nó tới rồi mà nãy tôi quên quay hu hu tôi. Xin lỗi mọi người. Thằng bạn mình nó chạy xe nguy hiểm lắm. Mới nói xong, tới sân bay rồi mọi người. Bây giờ phải tạm biệt thằng bạn mình rồi. Chừng nữa tao về tao sẽ báo mày tiếp ha ha. Bye bye nó thôi. Bây giờ mình đi lên máy bay thôi. Lên máy bay rồi bây giờ ngồi đợi thôi. Tới rồi, nãy giờ ngồi đợi nôn quá. Giờ tôi đi xuống sân bay thôi. Tới rồi mà trời vẫn chưa sáng. Bây giờ đợi taxi tới thôi. Sắp tới nhà rồi, vui quá. Tới nhà rồi. Ba mẹ chờ mình từ trước. Mà sao ba mẹ mình biết ta mình về bí mật mà. Coi chừng thằng bạn mình nói chứ không ai. Thôi kệ đi, miễn mình về tới nhà là được rồi, hi hi. Đi một trận đường dài mệt quá. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ và nghỉ ngơi thôi. Video mình tới đây cũng hết rồi, mọi người hãy like và đăng ký lên mình để đạt 1.000 người đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video mình. Bye bye mọi người.